Thí sinh bằng số có giành 146 Trịnh Thùy Linh, chiều cao 1m72, cân nặng 49kg, số đo 3 vòng 87, 58, 95. Nguyễn Phương Anh, chiều cao 1m67, cân nặng 48kg, số đo 3 vòng 78, 57, 89. Một số 6 Lê Nguyễn Ngọc Hằng, cao 1m73, nặng 48kg, số đo 3 vòng 81, 57, 88. Hai ba bốn Đỗ Trần Ngọc Thảo, 1m68, 45kg và số đo 3 vòng 85, 57, 87. Một hai hai Nguyễn Ngọc Mai, 1m69, 51kg, số đo 3 vòng 81, 60, 90. Số báo danh 121 Lê Thanh Trúc, chiều cao 1m72, cân nặng 52kg, số đo 3 vòng 81, 60, 91. Cao 1m72, nặng 48kg, số đo 3 vòng lần lượt là 78, 60, 87. Số báo danh 216, Trần Thị Bé Quyên, cô cao 1m74, nặng 50kg, số đo 3 vòng 77, 57, 93. Cao 1m73, nặng 56kg, số đo 3 vòng 82, 62, 95. Số báo danh 005, Huỳnh Thị Thanh Thủy, cô cao 1m75, nặng 55kg, số đo 3 vòng 80, 63, 94. Một một bốn Phạm Giáng My, 1m70, 47kg, số đo 3 vòng 76, 54 và 88. Ba hai ba Nguyễn Thị Thanh Tâm, 1m74, 54kg, số đo 3 vòng 79, 62 và 96. Một bảy bảy Hoàng Hương Giang, 1m73, 48kg, số đo 3 vòng 78, 57 và 90.
Bùi Thảo Linh 1m75 49kg, số đo 3 vòng 74, 57 và 87. Trần Lê Mai Chi 1m68 48kg, số đo 3 vòng 76, 58 và 91. Số báo danh 400 Lê Minh Anh, cao 1m67, nặng 53kg, số đo 3 vòng 76, 56, 91. Không 88 Đinh Khánh Hòa, cô cao 1m73, nặng 56kg, số đo 3 vòng 87, 63, 90. Hồ Thị Yến Nhi, cô cao 1m79, nặng 52kg, số đo 3 vòng 76, 60, 90. Số báo danh 378, Phan Phương Oanh, cao 1m72, nặng 52kg, số đo 3 vòng 81, 60, 88. Số báo danh 445, Trần Nguyễn Phương Thi, cao 1m75, nặng 52kg và số đo 3 vòng 82, 61, 93. Các thí sinh của top 20 Hoa hậu Việt Nam 2022 trong phần thi trang phục áo tắm. Năm 2022 trong phần thi trang phục áo tắm đến từ thương hiệu Bikini Store. Một chào vỗ tay thật lớn cho những cô gái chúng ta, thưa quý vị. Và ngay bây giờ, không để quý vị cũng như các bạn thí sinh phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng tới với phần công bố top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là ban thư ký đã tổng hợp được kết quả từ phía ban giám khảo. Rất là hồi hộp phải không ạ? Và bây giờ thì tất cả chúng ta sẽ đều rất mong chờ những cái tên tiếp theo được bước vào top 10 chung cuộc của chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022, thưa quý vị. Và người đầu tiên xin mời Lương Linh ạ. Và thí sinh đầu tiên sẽ bước vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 216, Chân Thị Bé Quyền. Thí sinh thứ hai có mặt trong top 10,
xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 052 Trần Lê Mai Chi. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 088 Đinh Khánh Hoa. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 005 Huỳnh Thị Thanh Thủy. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 114 Phạm Giáng My. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 177 Hoàng Hương Giang. Xin được chúc mừng thí sinh có số báo danh 146 Trịnh Thùy Linh. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 166 Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Và cái tên tiếp theo xin được gọi thí sinh Nguyễn Ngọc Mai, số báo danh 122. Tới thời điểm này thì chúng ta chỉ còn có một thí sinh trong top 10. Dạ, và quả thật là tôi cảm nhận cô gái này vô cùng xứng đáng ạ. Và thí sinh có mặt trong top 10 đó là thí sinh mang số báo danh 378 Phan Phương Oanh. Chúc mừng. Vâng, thưa quý vị, như vậy là top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 đã chính thức lộ diện. Một tràng pháo tay cho top 10 của chúng ta được không, thưa quý vị? Và xin được cảm ơn tất cả các thí sinh còn lại. Chúng ta đã làm rất tốt trong đêm nay. Xin quý vị vui lòng đừng rời mắt khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nữa.